Anh vừa chụp này. Đây. Vừa đấy, anh bấm ở đấy. Cứ chờ mấy phút đi. Rồi, ok ok. Vừa quay vào chụp được rồi. Được rồi. Rồi ok. Rồi. Rồi ok. Rồi ok. Rồi ok. Rồi ok. Ok. Rồi. Tay áo hồng là diễn viên đấy, ra bắt chuyện đây. Diễn viên người Mỹ đấy, trong bộ phim gì đấy, nhớ đấy. Rồi. Rồi.